Hai ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ, quyền kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ vẫn chưa được quyết định. Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Donald Trump đã không thể càn quét bản đồ chính trị Mỹ như kỳ vọng, trong khi Đảng Dân chủ của đương kim Tổng thống Joe Biden đã đạt được thắng lợi bất ngờ ở một số bang chủ chốt. Trong những ngày hồi hộp chờ kết quả, bang Arizona trở thành điểm nóng tranh cãi sau sự cố lỗi máy in làm bùng lên các thuyết âm mưu từ phe Cộng hòa. Tại bang Arizona, ứng cử viên Đảng Dân chủ Mark Kelly dẫn trước Blake Masters của Đảng Cộng hòa 5,6 điểm phần trăm, trong khi Katie Hobbs của Đảng Dân chủ dẫn trước 1,4 điểm phần trăm so với ứng viên Carrie Lake của Đảng Cộng hòa tại bang Arizona. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói bên nào sẽ thắng trong cuộc đua vào lưỡng viện. Sở dĩ các cuộc kiểm phiếu tại bang Arizona kéo dài do đa số cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện và nhiều người chờ đợi đến phút cuối mới chuyển phiếu bầu. Việc xử lý các lá phiếu qua đường bưu điện rất tốn thời gian vì phải xác minh các cử tri và các chữ ký bên trong phong bì phiếu của họ có khớp với các chữ ký trong hồ sơ hay không. Trong bối cảnh ấy, hạt Maricopa, bang Arizona trở thành điểm nóng tranh cãi sau sự cố lỗi máy in làm bùng lên các thuyết âm mưu từ phe Cộng hòa. Đối với những người đang yêu cầu chúng tôi làm việc nhanh hơn, tôi muốn nói rõ về công việc mà nhân viên thường trực ở đây đã thực hiện tại các cuộc bầu cử của hạt Maricopa. Họ đã làm việc từ 14 đến 18 giờ một ngày. Họ đang thực hiện một cam kết tuyệt vời. Có 15.000 lá phiếu hiện đang trong tình trạng xử lý. Lý do là những lá phiếu này có một chữ ký không trùng khớp hoặc không có chữ ký. Chúng tôi đang nỗ lực xử lý. Chúng tôi có tới 5 ngày làm việc để liên hệ với cử tri bằng bất kỳ phương tiện nào có thể, qua thư, qua điện thoại, qua tin nhắn, qua email để xác định xem liệu đó có thực sự là cử tri đã gửi lá phiếu đó hay không. Tính đến thời điểm này, tại Hạ viện, ứng viên kỳ cựu Tom O'Halloran của Đảng Dân Chủ đã thua trước đối thủ Ellie Crane của Đảng Cộng Hòa hôm 10 tháng 11 theo giờ địa phương. Hiện tại, Đảng Cộng Hòa đang có 211 ghế so với 198 ghế của Đảng Dân Chủ. Tại Thượng viện, kết quả vẫn giữ nguyên khi Đảng Dân Chủ có 48 ghế và Đảng Cộng Hòa có 49 ghế. Chiếc ghế tại bang Georgia được dự báo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử phụ vào ngày 6 tháng 12. Chỉ còn hai bang Arizona và Nevada đang kiểm phiếu. Nếu như Đảng Dân Chủ đang dẫn trước tại bang Arizona, thì Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước tại bang Nevada. Thưa quý vị, tại hội nghị thường niên lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về khí hậu COP27, vấn đề khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay là một yếu tố thúc đẩy các hành động về khí hậu. Lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng 1% trong năm 2022, theo đó sẽ đạt mức cao nhất mà các nhà khoa học từng ghi nhận. Đây là thông tin kết luận trong báo cáo Global Carbon Budget, báo cáo ngân sách carbon được công bố tại hội nghị lần thứ 27. Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27. Thêm vào đó, châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang lâm vào khủng hoảng năng lượng. Hiện trạng này thúc đẩy con người phải tìm ra phương án thay thế vì lợi ích môi trường và vì chính cuộc sống của cư dân toàn cầu. Khi bạn nhìn vào cuộc khủng hoảng này, đó là cuộc khủng hoảng cung cấp năng lượng. Vì vậy, nó chỉ chứng minh rằng những gì chúng tôi đang cố gắng giải quyết ở đây, cuộc khủng hoảng khí hậu, về cơ bản là việc con người đốt quá nhiều dầu, than và khí đốt, cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đang có trên thế giới ngày nay, cùng với cuộc khủng hoảng lương thực đang tác động mạnh mẽ lên cuộc sống, tất cả đều liên quan đến nhiên liệu hóa thạch. Phản ứng với vấn đề thay thế nguyên liệu tự nhiên, nhiều quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và than đá đã chỉ trích việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng khỏi nhiên liệu hóa thạch. Họ cho rằng đó là hành động liều lĩnh và không công bằng về mặt kinh tế đối với các quốc gia nghèo hơn và kém phát triển hơn muốn tăng trưởng kinh tế. Bất chấp nhiều thập kỷ đàm phán về khí hậu, cho đến nay các quốc gia trên toàn cầu vẫn chưa thực hiện được lời hứa về giảm phát thải khí nhà kính. Trước những kịch bản thảm khốc diễn ra trong tương lai, thế giới không thể tiếp tục trông chờ vào cam kết của các nước. Pháp thông báo nước này sẽ cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải, hiện đang chở hơn 200 người di cư, cập cảng Toulon. Đây là thông báo mới nhất được đưa ra sau những trao đổi căng thẳng giữa giới chức Pháp và Italia. Tiếp nhận tàu chở người di cư là vấn đề nổi cộm ở cả hai nước và mới đây Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Italia cấm tàu Ocean Viking cập cảng của quốc gia Nam Âu này. Giải quyết vấn đề người di cư tại Liên minh châu Âu EU luôn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Italia và Tây Ban Nha, nơi mà hầu hết người di cư đặt chân tới sau khi vượt Địa Trung Hải, cho rằng các quốc gia khác, trong đó có Pháp, phải hành động tích cực hơn nữa nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Ứng dụng theo dõi giao thông hàng hải Marine Traffic cho thấy cùng ngày, tàu Ocean Viking đang trên đường đi qua đảo Corsair của Pháp.
Sau hơn 7 ngày thi đấu, giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 đã chính thức bế mạc vào chiều nay ngày 11 tháng 11. Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 quy tụ 420 tuyển thủ từ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ các quốc gia khu vực ASEAN. Giải đấu có 5 môn thi gồm súng máy, súng trường, súng cabin, súng ngắn nam, súng ngắn nữ, mỗi loại súng 2 bài, với 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Đoàn xạ thủ của lục quân Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng, xếp ngay sau đó là các đoàn Indonesia, Philippines, Myanmar. Giải bắn súng là hoạt động trực tiếp đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Sự tham gia đầy đủ của các đoàn tuyển thủ lục quân các nước ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết đối với hoạt động chung của ASEAN, đồng thời thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa các quân đội các nước ASEAN nói chung và lục quân các nước ASEAN nói riêng. Một nghệ nhân Campuchia đã sáng tạo những chiếc mặt nạ để phổ biến về văn hóa Long Khon Khon của nước này, nhân dịp chào mừng các nguyên thủ quốc gia tham gia hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41. Hàng loạt những chiếc mặt nạ được trang trí một cách tỉ mỉ đã được trưng bày ở khách sạn Soka tại Campuchia. Chúng được tạo ra từ việc sử dụng khuôn để tạo hình mặt nạ, sau đó rắc lên các miếng đất sét, dát vàng và sơn lên để thành phẩm. Nghệ nhân Tam Minh Suan là người đã tạo ra những chiếc mặt nạ này. Lấy cảm hứng từ truyền thống trăm năm tuổi ở Lak Khon Khon ở Campuchia, thường đi kèm với những buổi nhạc kịch và ca múa nhạc. Chúng tôi đã đặt ở đây hơn 30 chiếc mặt nạ cho cuộc triển lãm hội nghị thượng đỉnh ASEAN và có 25 nhân vật trong câu chuyện nhà hát Lak Khon Khon và bạn có thể xem chúng tại đây. Ý định của tôi cho cuộc triển lãm này không phải là để bán mà là để giới thiệu cho các nhà lãnh đạo văn hóa Lak Khon Khon của chúng tôi. Vào năm 2018, Lak Khon Khon được công nhận bởi UNESCO là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khi mà thế hệ trẻ dần không còn tiếp nối truyền thống lâu năm này nữa. Ý tưởng tạo ra những chiếc mặt nạ với kích cỡ nhỏ hơn, phù hợp để làm quà lưu niệm. Trong khi xe điện đang là xu thế được nhiều quốc gia theo đuổi, thì lithium hay liti, vật liệu then chốt để sản xuất pin xe điện cũng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng sạch, nước Mỹ cũng rất tích cực chạy đua nhằm sản xuất mặt hàng kim loại được mệnh danh là vàng trắng này. Bể nước muối lithium ở Silver Peak, Nevada. Nhu cầu về loại khoáng sản này đã bùng nổ trong những năm gần đây vì đây là thành phần quan trọng được sử dụng cho xe điện, bộ lưu trữ năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Chúng khá nhẹ và luôn là tâm điểm của sự săn đón, nhất là khi pin lithium-ion bắt đầu thống trị các thiết bị điện tử tiêu dùng vào những năm 1990. Trên toàn thế giới, nhu cầu đối với lithium là khoảng 350.000 tấn. Vào năm 2020, nhưng ngành công nghiệp ước tính nhu cầu cho nguyên liệu này sẽ lớn gấp 6 lần vào năm 2030. Nhu cầu lithium trên toàn cầu đang tăng khoảng 20% mỗi năm. Phần lớn lượng lithium trên thế giới đến từ Nam Mỹ và Australia, còn Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng pin lithium-ion trên toàn thế giới. Trong khi đó, lượng lithium do Mỹ sản xuất chỉ chiếm ít hơn 2% nguồn cung cấp lithium trên thế giới, mặc dù nước này có khoảng 4% trữ lượng. Từ trước đến nay, Mỹ chỉ có một mỏ lithium đang hoạt động, mỏ Silver Peak ở Nevada. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Mỹ lên kế hoạch tích cực mở rộng sản xuất lithium trong nước. Các dự án khai thác và chế xuất lithium mới và tiềm năng đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau ở các bang, bao gồm Maine, Bắc Carolina, California và Nevada. Sản xuất ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào châu Á. Tuy nhiên, nhờ các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất lithium, những nhà sản xuất lithium như chúng tôi và các nhà sản xuất ô tô hiện đang dịch chuyển về phía Mỹ. Dự án khai thác lithium mới nhất xung quanh đèo Thacker được kỳ vọng sẽ cung cấp hàng triệu tấn lithium. Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải phản đối gay gắt của người dân địa phương. Đa số chủ trang trại tại đây đều cho rằng việc khai thác mỏ khoáng sản sẽ tác động trực tiếp đến nguồn nước ngầm nuôi gia súc, đồng thời ảnh hưởng đến di sản, đời sống và đất đai. Song phía nhà khai thác lithium nhấn mạnh rằng các dự án chiết xuất lithium rất quan trọng với các ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ như xe điện.